Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì như anh em đang thấy trên tay tôi là hai chiếc đồng hồ này là hai chiếc đồng hồ Breitling. Ngày hôm qua thì chúng tôi có một vị khách hàng đến Gia Bảo Luxury và có đặt một câu hỏi khá là thú vị và tôi nghĩ là nó khá là nhiều người thắc mắc, và tôi sẽ làm ra video này để giải thích tới anh em cái câu hỏi đó. Vâng, và vị khách hàng hôm qua đến với Gia Bảo Luxury thì anh ấy đang tìm một chiếc đồng hồ Breitling cổ điển đơn giản, bỏ qua về thương hiệu đồng hồ, và anh ấy chỉ cầm lên đúng như ông cha ta ngày xưa ấy, là cái đồng hồ nào nặng vàng hơn ấy thì sẽ chọn chiếc đồng hồ đấy, và tưởng tượng là cái chiếc đồng hồ nào nặng vàng hơn thì sẽ đắt hơn, đúng không ạ? Đó, đây một chiếc đồng hồ Celine và một chiếc đồng hồ Patek. Bây giờ tôi sẽ bỏ ra đây nhá, bỏ ra một bên. Thì anh có hỏi là hai chiếc đồng hồ này chiếc đồng hồ nặng hơn đấy, rất là xôi thịt đúng không ạ? Nặng hơn, nặng vàng hơn. Rõ ràng là chiếc Rolex Celine sẽ nặng hơn, tương đối cầm đầm tay hơn rất nhiều so với chiếc Patek Calatrava. Hai chiếc đồng hồ này nếu như mà một người không biết gì về đồng hồ thì sẽ chọn chiếc đồng hồ nào? Nếu được tặng một trong hai thì chắc chắn là sẽ nhiều người sẽ chọn chiếc đồng hồ này, Rolex, bởi vì nó nặng hơn, đúng không ạ? Nhưng thực sự ra mà nói, chiếc Patek Calatrava có mức giá đắt gấp đôi, gần gấp đôi so với chiếc Celine. Và lý do gì lại khiến một chiếc đồng hồ rõ ràng là nặng vàng hơn lại có giá rẻ hơn một chiếc đồng hồ ít vàng hơn? Thì tôi sẽ nêu ra những cái lý do cho video này. Đầu tiên ấy, để nói về tại sao chiếc Patek Calatrava này nó lại đắt hơn mặc dù nó nhẹ hơn, nhẹ vàng hơn, đúng không ạ? Nói về thương hiệu thì Patek nó thuộc hạng thượng đẳng, đúng không ạ? Một thương hiệu đồng hồ độc lập, giàu truyền thống, đoạn này kinh khủng, xếp top. Khi nhắc đến những chiếc đồng hồ, những thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ thì nó luôn luôn được xếp đầu, luôn luôn được lấy ra làm một cái chuẩn mực đồng hồ xa xỉ, đồng hồ dành cho quý tộc, đó là Patek. Còn Rolex thì sao? Rolex thì thực sự ra mà nói nó rất là đắt tiền thì nó cũng có, nhưng mà để mà xếp hạng thì Rolex thì không được coi là một trong những thương hiệu xa xỉ thuộc top đầu các bạn ạ. Rolex là thương hiệu có doanh thu đồng hồ lớn nhất trên thế giới này, là thương hiệu phủ rộng, trải dài, có độ nhận diện nhiều nhất trên thế giới. Nhưng về cái thương hiệu dành cho những chiếc đồng hồ xa xỉ và quý tộc ấy, thì Patek vẫn được xếp trên Rolex. Đó, đấy là thứ nhất, đấy là tên thương hiệu. Thứ hai là về bộ sưu tập. Bộ sưu tập Calatrava này của Patek ấy, nó đã đến năm nay, nó ra đời, cái bộ sưu tập này nó ra đời năm 1932. 1932 đến nay là nó khoảng 80 năm rồi, 80-90 năm rồi các bạn. Kinh khủng không? Quá kinh khủng. Năm 1932, năm 2020, chúng ta vẫn đeo một cái di sản của họ, một chiếc đồng hồ di sản của Patek. Thế còn chiếc Celine thì sao? Bộ sưu tập Celine thì nó ra đời khá là lâu rồi. Tuy nhiên là đến năm 2014 ấy, 2014-2015 thì nó mới tái khởi động lại với những cái chiếc đồng hồ Celine như các bạn đang thấy trên tay tôi đây. Nó mới chỉ khoảng lại được những cái dáng này, nó mới chỉ được khoảng tầm 5 năm đến 7 năm trở lại đây thôi. Đó là lý do thứ hai, bộ sưu tập, lịch sử của bộ sưu tập. Đó, nếu như chiếc đồng hồ này nó có một cái lịch sử lâu đời như Submariner ấy, hay là GMT hay là Daytona chẳng hạn, thì mức giá của nó sẽ rất là cao, nó sẽ không như thế này. Thứ ba, nói về chức năng thì chiếc đồng hồ Calatrava này nó có thêm một ô lịch các bạn ạ, có thêm một ô lịch, nó khá hữu ích, nó khá là hữu ích. Mặc dù là ngày nay những chiếc đồng hồ mà thêm một cái chức năng ô lịch ấy, thì nó không có quá nhiều phức tạp, có thêm một đĩa lịch, một cái lẫy, một vài chi tiết thôi, nhưng nó cũng đủ để tăng thêm cái tính năng phức tạp hơn so với một chiếc 50505 này. Celine chỉ có báo giờ phút giây thôi. Đó, đấy chính là chiếc, đấy là lý do thứ ba, chiếc Patek nhiều chức năng hơn. Vậy lý do thứ tư là gì? Lý do thứ tư ấy, với một chiếc đồng hồ Rolex, các bạn thấy không ạ, nó đã được đóng kín cái đáy, chúng ta không thể nhìn được khung máy bên trong. Đa phần, 99% những chiếc đồng hồ Rolex là đều đóng đáy. Bật mí với các bạn là Rolex Celine có từng làm những cỗ máy skeleton, tức là hở cái phía sau cho chúng ta để chiêm ngưỡng được cỗ máy phía đằng sau ấy.
Đó, thì đó cũng là bộ sưu tập Cellini luôn, nhưng nó hơi tiếc một chút, đó lại là những chiếc đồng hồ bị thất sủng và ngày nay thì không còn sản xuất nữa, khá là tiếc. Còn Patek thì sao? Patek thì sao? Patek thì cỗ máy của họ được hoàn thiện rất là đẹp mắt. Đó, cỗ máy 324 này thì tôi phải nói là với rotor bằng vàng, độ hoàn thiện cao, những cái kỹ thuật hoàn thiện cỗ máy rất là đẹp mắt đến từ Thụy Sĩ đều được sử dụng ở trong cỗ máy này. Nói về độ hoàn thiện thì ngoài cỗ máy của Patek đẹp hơn Rolex thì độ hoàn thiện về kim, cọc số, trên mặt số Patek cũng nhỉnh hơn, đến những cái chi tiết nhỏ như là cây kim, cọc số, mặt số đó đều hơn. Thì lý do thứ tư đó chính là độ hoàn thiện. Ngoài ra thì có một cái điểm, cái này thì tôi không nghĩ nó là lý do, nhưng mà tôi sẽ đưa vào thêm ở trong video này, đó chính là với chiếc đồng hồ Patek thì chúng ta sẽ có một cái cơ chế là thay dây nhanh, dễ dàng thay dây. Đó, chúng ta sẽ có một cái lẫy ở đây, gạt rất là dễ đây, tôi sẽ thử cho các bạn, chúng ta có thể xử bằng tay luôn. Đó, rất là thế không? Tôi không cần sử dụng cái tool nào cả, tôi có thể dễ dàng tháo được cái dây này ra. Với Rolex thì sao? Rolex thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải biết đem vào hãng, hoặc là chúng ta đem đến những tiệm sửa đồng hồ có thể thay dây để tránh chảy xước, tránh ảnh hưởng đến cái phần tay cảm phía đằng sau. Đó, thì tôi cũng đánh giá rất là cao cái tính năng này của Patek. Vậy thì có lẽ là đó là những lý do khiến cho chiếc Patek này có mức giá cao hơn gần gấp đôi so với một chiếc đồng hồ Cellini. Vậy thì chiếc đồng hồ Cellini này có điểm gì hơn chiếc Patek không? Tôi xin khẳng định với các bạn là có. Có hơn cái gì? Nặng hơn, nặng vàng hơn. Đó, nó là nặng vàng hơn đây này. Tiếp đến, chiếc Cellini này thì còn có gì hơn chiếc Patek? Hoạt động ổn định hơn và bền bỉ hơn. Tôi xin khẳng định các bạn một điều là như vậy. Vì sao nó không có lệch? Chức năng ít hơn, cỗ máy cũng bền bỉ hơn. Các cái cầu máy của cỗ máy Rolex Cellini ấy, thì nó dày, nó to. Đương nhiên là nó không thể hoàn thiện đẹp được, nhưng bù lại thì nó sẽ khỏe, rất khỏe. Nó hoạt động như kiểu là vừa hắc ấy. Đấy, rất là khỏe, ít bị hỏng vặt, ít lỗi vặt. Đó là lý do vì sao mà Rolex sẵn sàng tăng cái thời gian bảo hành lên 5 năm, còn Patek hiện nay thì vẫn chỉ 2 năm thôi. Đó. Và đây tôi lên tay thử để các bạn có thể đánh giá nhé về ngoại hình. Cái này nó liên quan đến tính thẩm mỹ thì mỗi người sẽ có cái nhận định riêng. Đấy, nhưng đối với tôi đây, các bạn nhìn thấy không ạ? Đeo một chiếc Cellini nó vừa cổ điển nhưng mà nó vừa khỏe khoắn. Đúng không ạ? Đấy, nhìn ở góc ngang này cũng rất là đẹp mắt này. Đó. Khá là ok. Tuy nhiên là nó không được thanh lịch và cổ điển như chiếc Patek này. Chiếc Patek này ấy, thì tôi phải nói lên một điều, đó là nó mỏng. Mỏng hơn rất nhiều so với chiếc Rolex Cellini. Đây các bạn nhìn nhá. Đây, đúng không? Nó rất là mỏng. Và chúng ta có thể ẩn nó ở dưới lớp áo sơ mi của chúng ta. Và khi chúng ta cần ấy, thì chúng ta mới đưa nó ra này xem giờ. Thì nó rất là đỉnh và nó rất là quý tộc đấy các bạn. Kiểu vậy, nó rất là một chiếc đồng hồ nó ẩn ra, ẩn dưới lớp áo, không cần thiết phải khoe khoang đúng không ạ? Nhưng mà khi cần thì nó luôn luôn là một cái gì đấy, nó là điểm nhấn rất là đỉnh ở cái chỗ này các bạn. Rất là mỏng, một chiếc đồng hồ khá là mỏng, đeo nhẹ nhàng, thanh lịch. Đó, chiếc Patek năm 2096. Rồi, đây là cuối của video này. Thì tôi cũng vừa đưa ra một số lý do khiến cho một chiếc đồng hồ nhẹ vàng hơn rất là nhiều, lại có mức giá đắt hơn gấp đôi so với một chiếc đồng hồ Rolex Cellini. Thì các bạn thấy video này như thế nào? Và các bạn có những cái câu hỏi thắc mắc gì thì hãy comment ở phía bên dưới video này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.